Hey, chào mọi người. Tình hình phòng dịch cúm corona sao rồi? Tình hình thấy căng quá. Nay mình đi mua được 3 bao tro. Tro không mà chứ không có trấu. Có nghĩa là tro trấu á. Tro trấu có nghĩa là trấu đốt ra thành tro thì người ta gọi là tro trấu. Thì đi mua mà bao nó mắc ghê luôn á, một bao á là tới 50.000 một bao luôn. Mua 3 bao. Đợt sau nó lên thêm 5.000 nữa là 55.000. Cũng lắm công phu. Ê, đây là ba cái rễ ánh dương các bạn. Nhìn đã không? Cây rễ này là ngon nè ha. Hai cây này á, cây này với cây này là ghép ngọc minh cùng một màu hoa. Còn bên đây á, bên đây là mình ghép đại mỹ nhân nè. Lúc trước nó tới 4 cái là mà cái này nó rớt. Nó không dính, nó chỉ dính hai con thôi. Mà nuôi cái thằng này là rất là chậm nữa các bạn. Anh Dương nuôi rất là chậm. Nhưng mà nó dính rồi. Nó dính rồi nó sẽ ra. Nó sẽ phát triển rất là đã. Ngon hết rồi. Rồi đó, mà giữ nó rất là lâu. Giữ nó lâu lắm. Rồi, hôm nay mình có cái đây một rễ nữa. Nhìn rất là vui. Giới thiệu cho các bạn chơi. Đây nè. Nhìn đã không? Nhìn không thấy được. Không thấy được tầm dốc của nó hả? Đó không? Nhưng mà nó có cái dở là gì? Cái dở là cái phần này nè. Nó ngắn quá. Giờ mình kéo cho nó dài ra gì. Mình không biết làm sao mình kéo cho nó dài ra. Kéo cho cái xoắn này nó dài ra. Kéo họ nó gãy luôn cái cùi luôn. Tính kẹp cái này vô đây nè. Kẹp vô đây. Chọt cái chỗ này. Chọt đây nè ha. Chọt đây cái quấn ở chỗ này lại. Đây cái này quấn nè. Tại nó cứng lắm, nó bự quá. Kéo không ra được. Thiệt là nhiều chưa. Anh Dương trồng sướng lắm các bạn. Anh Dương nó rất là trâu bò. Nhưng mà chỉ có một cái tội là ghép nó hơi chậm thôi. Ghép hoa khác, ghép màu khác vô thì nó ăn bo rất là lâu. Ghép rất là cực. Dưỡng cũng mệt nữa. Nhưng mà khi mà nó phát triển rồi là rất là ngon. Rất là ăn chắc mặt bền. À, không chạy ngang đây thôi. Xong rồi cái đầu mình cuộc ở dưới mình kéo dài ra. Kéo dài ra thì vẻ nó đẹp hơn. Nè nha, mình kiếm đồ mình bầu chỗ này luôn cũng được. Nè nó ra rễ. Để nó tự nhiên nó ra rễ, bầu ở trên đây cái phần rễ này nó tuôn xuống. Đó, bây giờ mình mới kéo. Dập không ta? Kéo nó xuống nè. Vẫn không xuống được bao nhiêu đúng không? Mình vẫn bị tham một số rễ ở đây. Kéo cái chỗ này. Để dừng video là kéo cái coi. Nói chung là không kéo được bao nhiêu hết.
Nhưng mà cái đây như vậy cho nó định hình được cái dáng đứng này như vậy. Hả? Dáng đứng nó vậy đó. Giờ kéo cái ghế này cho nó xuống đây luôn. Xuống đây luôn nè. Quấn luôn cho nó đứng luôn. Vậy đúng không? Đó, quấn luôn vậy nè. Cho nó nằm dưới đây luôn. Nếu mà các bạn mà có cục á thì nên dùng băng keo đen là cục. Chứ đừng có lấy dây dây gì đó, dây lát cục. Mình là hôm trước mình lấy dây lát cục nó không chịu đứt các bạn. Nghĩa là nó dây lát nó ra nắng nó mới đứt. Còn mà nằm ở dưới đất hoài nó không đứt. Nó thắt luôn, nó phằn. Nó thắt luôn, nó hư cái cây luôn. Nó mình nghĩ là vậy là. À. Bây giờ nếu mà mình trồng được 100 năm sau là ngon không? Ây da. Trồng chắc đời con, đời cha, đời cháu. Đó. Nhìn vui lắm chứ bộ nè. À. Nhìn giống con gì đúng không? Lấy xa xa kìa. Cái phần đầu nó thì không ngon lắm. Phần đầu thì mình không biết, mình vẫn chừa hết luôn á, chừa nguyên thủy luôn. Mình không biết tạo hình như thế nào thôi. Không biết tạo hình ra, nó nhìn đi. Cái phần này mà nếu mà mình bầu ở chỗ này cho nó cái... Đấy cái này nè. Mấy cái chai này nè ha. Đưa vô chỗ này nè. Hả? Hoặc là kiếm gì đó bó cái chỗ này lại cho nó ra rễ. Xong rồi cho nó đâm xuống thì cái phần này nó ra được cái hình thù cũng hay lắm á đúng không? Hả? Bây giờ mình kiếm một cái chậu mình vô. Đây. Đó. Chưa? Thì ở đây cái chất trồng của mình là chấu hơi cho chấu không các bạn. Đa phần là ở Sài Gòn này người ta trồng là chấu không. Không có chất trồng gì khác. Nên chấu nó lên nó mắc, không biết cái mắc trứng gì đâu mà nó mắc dữ. Rồi, cứng rồi đó. Mày kiếm cái gì chim vô cho nó, chỗ này cho nó đứng là được rồi. Đó là cái này chim vô cho nó vững. Này tưới nước chắc nó ngon nè. Cái này cho để cho nó ra dáng hết á, cho nó ra đàng hoàng hết rồi xong rồi hãy ghép. Đó. Rồi cái phần này nữa mình sẽ kiếm đồ mình bầu lại. Ok, để cho nó ra rễ cho đâm xuống. Cái rễ xuống. Ok. Im luôn. Giờ ta tưới nước vô nữa là xong. Cái cho này nó thoát nước chứ.
mà mùa nắng đây là tưới không sợ nha các bạn. Mùa nắng là tưới mình nghĩ là dư ha, nhưng mà thực tế nó chưa lấp lấp mặt ha. Tốn nước nên phải kê vàng luôn, nắng lắm chứ không dễ nào. Mùa này thì chắc mình nghĩ là thêm cái gì, cái chất gì đó cho nó giữ ẩm một tí, để nó giữ tưới đỡ cực, chứ mà thoát nước quá tưới cực lắm. Mà nó thoát nước quá thì cái cây sứ nó cũng không phát lắm. Nó khô quá nó cũng suy. Nói chung là cái gì cũng đủ, phải mang tính chất trung lập, cực đoan quá nó không tốt. Rồi quay mấy cây tào lao chơi. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui nha. Mình có cây vàng thơm nó ra hoa nè, để cho coi cái một cây vàng thơm này. Cây vàng thơm mình trồng xuống đất luôn rồi. Đây vàng thơm đây, nó chuốn chung tầm lá. Thơm, đúng cái mũi vừa mới nghe, đúng mũi vừa mới nghe mùi. Vàng này nó thơm, nó tên là vàng thơm mà không biết cái tên gì, nhưng mình nghĩ nó màu thơm nên mình kêu mình vàng thơm. Mới có mùi nha, thơm cũng dễ chịu lắm, nhưng mà nó không có kiểu mà kia. Cho các bạn coi cây này đó nè. Trên đời luôn á, mình không ngờ là nó dính đó. Đây nào, ủa nó sống cũng mới ghê luôn á. Cái này là cái mà nó bị khô nữa không, khô nó teo nè, tưới nước là ngon rồi. Cái này là cái rễ, cái phần sau cùng của cái cây con á, mình cắt ra mình làm rễ bàn cái cây kia, xong cái phần còn lại mình thấy tiếc quá, tiếc cái mình mới cắt cái đọt này là anaconda luôn, mình ghép mình chấm keo vô, mình tưởng nó không dính, ai ngờ nó dính, nó xàm dễ sợ, nhưng mà nó xù quinh xù quang nữa ha. Này trồng chắc nó lên đó, động chờ luôn đó. Trên đời này có nhiều chuyện kỳ lạ thiệt. Bươm mình lên coi, làm tàu lao mà nó lên nó mới ghê. Xàm không? Quá xàm.